Diệu xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Diệu lại nấu chè bưởi đi bán nữa nè. Thì cái chè bưởi này nè, mình ăn kèm với đậu xanh và đậu phộng nó rất là ngon nha. Cái củ bưởi á, thì nó giòn sần sật mà nó lại có cái vị béo của dừa, mà Diệu nấu không quá ngọt, dễ ăn lắm. Thì ban đầu á, là Diệu nấu nước sôi thiệt mạnh, Diệu để củ bưởi vào. Khi mà nó nổi lên á, mà củ bưởi trong á, Diệu sẽ vớt bỏ trực tiếp vào nước đá luôn. Các bạn thấy không? Diệu để nước đá rất là nhiều luôn á. Cái nước đá này nó làm cho củ bưởi nó săn lại và nó giòn hơn nha. Và nó không có bị bón cục nó rời ra đó các bạn. Sau đó hai Diệu chuẩn bị là nước dảo và đường á, Diệu nấu cho nó sôi lên cho nó đều. Sau đó Diệu cho nước cốt vào luôn nha, Diệu nấu luôn. Sau đó Diệu dùng cái vá đó, Diệu quấy đều tay vậy nè, đặng cho cái nước cốt dừa và nước đường á nó đều lại với nhau. Lúc nấu á, bạn thêm vô trong chè một xí muối nha, cho nó ngon hơn, nó đậm đà hơn. Khi mà Diệu quấy vậy cho nó cái nồi nước này nè nó đều tay và nó lại keo á, thì Diệu lại để cùi bưởi vào. Diệu nấu tiếp khoảng 10 phút nữa là Diệu tắt bếp. Thì giờ là Diệu chuẩn bị, Diệu đi vo đậu nha. Đậu thì Diệu ngâm nước lạnh được 8 tiếng rồi. Thì giờ là Diệu sẽ vo cho nó sạch. Sau đó Diệu sẽ để lên trên cái nồi á, Diệu hấp. Lúc hấp á, thì mình chừa một cái khoảng trống ở giữa nồi á, một khoảng trống để cho nó được chín nhanh và đều nha. Trong lúc chờ á, thì Diệu sẽ đi ra ngoài cái vườn rau nè, hái một ít lá dứa để vào cái nồi hấp á, đậu cho nó thơm nha. Nó giờ á, là ở nhà nay có trồng cải ngọt và rau dền, thêm dưa leo. Còn bên đây á, thì nó có một bụi trầu không nè, này nó cũng ra lá nhiều rồi ha. Bụi lá dứa thì tốt mịt luôn. Giờ Diệu sẽ hái một nắm vừa thôi, rồi vô rửa sạch rồi đem đi hấp. Tại vì lá dứa này nhà mình trồng tự nhiên á, nên nó rất là thơm luôn nha các bạn. Đậu thì mình hấp tùy vào cái lượng đậu nhiều ít, thì mình sẽ hấp với thời gian nó ngắn dài nha. Củi bưởi thì để khoảng 30 phút á, thì nó có cái độ keo và nó sệt như vậy nè, là nó đã đạt rồi nha các bạn. Giờ Diệu sẽ múc vào cái chén và đi ship cho khách nha. Khách bữa nay á, là ở trong Winhome á, đặt để ăn tiệc nên đặt cái chén nhỏ thôi. Diệu múc ra chén, Diệu thêm đậu xanh vào và chuẩn bị vô thùng và bắt đầu Diệu chở đi nha. Các bạn theo Diệu đi một đoạn nha. Cái chiếc xe này nó đi theo Diệu nay cũng mười mấy năm rồi, đi khắp nẻo đường của Sài Gòn luôn á mấy bạn ơi. Giờ Diệu sẽ đi từ nhà, đi qua mấy cung đường á thì sẽ tới. Giờ thì cũng sáng, khoảng 8 giờ mấy 9 giờ sáng thôi mà sớm vắng tèo luôn. Ở gần nhà thì có cái sân đánh cầu lông. Đến chiều chiều hoặc là sáng sớm thì mấy anh ở sớm là tụ họp lại đánh. Và mấy đứa trẻ con nó cũng ra tập nữa nên thấy nó vui lắm. Ngày nào thì Diệu cũng nấu chè bưởi đi bán. Thì có hôm mấy chị đặt trước nên nó là Diệu sẽ giao xong rồi còn lại thì đi ra chợ bán. Nếu như mà mấy chị đặt hết tại nhà thì giao xong rồi Diệu nghỉ. Thì cái đường này thì nó cũng gần nhà Diệu nè. Hai bên đường nó có cây sa la đó, nó ra hoa rồi ra trái, nhìn mình cảm thấy nó rất là mát và nó an lành luôn á các bạn ơi. Đây là lối vào của Vinhome nha. Đường thì lại rất là rộng mà lại thoáng mát nữa, mà mình cảm thấy là rất là thích luôn nha các bạn. Cây thì hai bên đường cây cảnh nè, và nó rất là sạch sẽ luôn. Có những tòa nhà rất là cao, còn có những khu thì biệt thự rất là đẹp.
Nhưng mà hôm nay á, Diệu phải đi xong rồi về giao ở quận 2 nên không có ở lâu được. Diệu đã đến chỗ rồi, Diệu chào các bạn nha.